Hello, xin chào tất cả anh em. Thì bữa nay bên chạy của mình sẽ cập nhật những cái dòng cá bé màu và những cái dòng cá Molly nha anh em. Molly thì mình sẽ để ở dưới clip ha. Còn ở đầu clip á, thì mình sẽ quay về những cái dòng cá bé màu bên chạy của mình ha. Thì đầu tiên á, là full gate BDS gen ghi bông nha anh em ơi. Thì gen ghi bông á, là từ cái bộ máy ghi bông nó đẻ ra anh em. Là nó có máy là máy gen, còn con trống là con trống ghi bông có cả trống gen luôn ha. Như cái trong mà cái keo show mình đang show ở trong clip này á, là nó có tất cả là 10 cái trống và 10 cái máy. 10 cái máy là máy gen nha anh em. Còn cái trống á, là nó có trống ghi bông và có trống gen luôn. Tất cả là cá trong clip hết. Mình đi combo này cho anh em á, là 10 cặp là 350k ha. Mình sẽ bao ship luôn. Cái đợt này mình sẽ khuyến mãi cho anh em á, khi mà anh em mua đơn từ 300k trở lên thì mình sẽ bao phí ship cho anh em nha. Và ở đầu video á, thì mình sẽ nói luôn về cái cách thức giao dịch khi mà anh em mua ở bên trại của mình, là mình sẽ bảo hành sống đủ khỏe 100% cho anh em mình nhận được hết. Lúc mà anh em mình nhận được có cái vấn đề gì xảy ra là bên chạy của mình chịu trách nhiệm nha. Và anh em được quyền kiểm tra cá của mình mua trước khi thanh toán tiền cho shipper nha. Ở đây mình có hỗ trợ ship code cho anh em trên toàn quốc luôn, nên là anh em mình yên tâm ha. Ở đây là mình ship ở miền Nam là một ngày là anh em nhận được, còn anh em nào ở miền Trung hoặc là miền Bắc thì từ 3 ngày là anh em sẽ nhận được ha. Nên là ở đây mình đóng thì một bọc có một con à, nên là anh em nào mà có ở xa thì yên tâm đi đó. Còn đây là wheel coi sọt ghi bông Finsi tay bê bấm anh em ơi. Cái này mình đi combo 10 con 10 cặp như trong clip luôn á, là 500k nha. Đó. Rồi, tiếp tục là full gate BDS ghi bông nha anh em. Bộ này là bộ máy ghi bông nha, máy ghi bông BDS. Cái bộ này á, là bên trại mình làm tâm huyết lắm anh em, nên là nó ra cái bộ màu rất là tốt luôn anh em á. Cái con trống lên cái màu đỏ rất là tươi luôn. Đó, full gate thì quan trọng là cái bộ màu nha anh em. Và đặc biệt nữa là cái con full gate con trống á, là nó sẽ full tất cả luôn. Anh em thấy không? Nó full nguyên thân nó luôn. Thì hàng này là bên trại mình còn cho sinh sản nữa, nên là mình không có chia nhiều anh em ơi. Mình bán 10 cặp trở lại thôi, nên là mình đi là 150k cho một cặp như thế này nha. Anh em nào mà cần hàng làm giống, hàng tiễn á, thì anh em liên hệ qua Zalo cho mình ha. Rồi mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em. Ở đây thì mình quay có chống máy đầy đủ cho anh em mình xem tham khảo luôn. Đó, rất là ok nha anh em. Rồi, tiếp tục đó là Toshiro Gold BDS nha anh em. Thì ở đây mình quay cái trống cho anh em xem. Tại vì cái bộ này á, nó chỉ đẹp về con cá trống thôi. Còn con cá máy thì nó chỉ đẻ sinh sản thôi anh em. Nó giống như là cái bộ cá Dumbo vậy đó. Nó chỉ con cá trống đẹp thôi, còn con cá máy thì nó rất là bình thường luôn. Nên là mình không có quay cho anh em xem ha. Thì cái bộ này xây có được gần 3 tháng rồi anh em ơi. Nói chung là nó bung đâu đó ok hết rồi. Từ body cho tới màu sắc và tới vây và tới đuôi luôn. Đó, lên rất là ok. Cái này thì mình đi cho anh em là 60k một cặp. Anh em mua combo 5 cặp á, thì mình đi là 250k. Còn anh em bắt được 6 cặp á, thì mình sẽ bao ship cho anh em luôn. Đợt này thì anh em bắt đơn từ 300k trở lên á, là bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em hết luôn nha. Đó. Rồi, tiếp tục nó là cái dòng cá sọt body nha anh em. Đây là HB gách sọt ghi bông Finsi tay bê bớm anh em ơi. Đó. Thì hàng này là trên thị trường thì mình theo mình biết á, là trên thị trường hiện tại còn rất là ít luôn. Ít có anh em nào mà có số lượng nhiều lắm. Kể cả mình cũng không có nhiều nha anh em. Thì mình lên lần được có mấy bài thì đâu đó khoảng 15 cho tới 20 đôi thôi. Thì cũng chung là mình cũng có đi combo cho anh em mình bắt được á. Cái này mình đi là 80k một cặp. Còn anh em bắt combo 5 cặp á, thì mình đi là 350k. Ở đây mình bán theo cặp á anh em, là nó có đầy đủ chống máy về cho anh em mình ghép sinh sản và làm giống luôn. Cho anh em mình có cái số lượng đề con nó duy trì cho anh em mình chơi theo thời gian lâu dài á anh em. Đó, một cặp là một chống và một máy nha anh em. Còn anh em bắt 5 cặp á, là sẽ được 5 cái chống và 5 cái máy. Rồi, tiếp tục là cái dòng cá tuyển giống ở bên chạy của mình nha anh em. Là lúc nào mình cũng có hàng để mà phục vụ cho anh em hết ha. Hàng Dumbo Big Air Platinum này á, mình đi cho anh em là 60k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, thì mình đi là 250k. Và đặc biệt là cái bộ này á, với cái giá 60k một cặp, mình sẽ bảo hành cho anh em mình làm giống luôn. Kiểu như là anh em mua về á, là mình bao cho anh em mình làm giống ở các đề con ở sau luôn á anh em. Tại vì cái bộ này á, mình kiểm soát được cái bộ gen á, là nó đẻ ra là nó sẽ lên cái tỷ lệ giống bố mẹ rất là cao luôn. Thì quan trọng mình chơi con cá là nó có bộ gen nha anh em. Bộ gen mà tốt á, thì nó sẽ cho ra những đề con cá đẹp. Còn cái bộ gen mà không kiểm soát được á, thì cái đề con nó ra sẽ không có thuần giống bố mẹ được. Đó. Rồi, tiếp tục nó là cái dòng cá đuôi to và quay lưng to. Là cái bộ này mình sẽ thanh lý cho anh em mình chơi luôn. Là Blue Saban BDS anh em ơi. Cái này mình đi cho anh em là 30k một cặp. Cái này mình thanh lý một lần 10 cặp luôn á, là 200k. Thì mình còn đâu đó khoảng 20 cặp là hết rồi anh em ơi. À, cái dòng này mình sẽ bỏ dòng luôn, mình không làm cái dòng cá này nữa. Nên là mình mới thanh lý cái giá mềm này cho anh em nào mà chơi thủy sinh hoặc là anh em mua về để mà trải nghiệm cũng được ha. Cái này là tại mình bán thanh lý thôi, nhưng mà cái bộ gen là gen thuần nha anh em. Ở đây mình bán hoàn toàn là cá bể màu thường chủng hết nha. Đó. Anh em nào mà có những cái hồ kính hay là có những cái gì mà
mình nuôi trong phòng shop cũng được đó nha anh em. Mà anh em nên nuôi cái nền nuôi nó màu tối màu đen á, thì nó sẽ đẩy cái tông màu con cá mình lên đẹp hơn. Rồi tiếp tục nó là một cái dòng cá short body nha anh em. Đây là Dumbo Gen Big E short body ha. Thì cá này nó còn tơ anh em ơi. Và cái này mình cũng thanh lý cho anh em luôn, mình cũng bỏ dòng cái bộ này luôn, mình làm qua một cái bộ khác nha anh em. Cái bộ này nó vẫn thần sọt 100% luôn, nhưng mà cái tao bơi kiểu như nó không có được bự theo ý thích của mình anh em, nên là mình sẽ bán giá mềm cho anh em là 10 cặp 250k ha. Còn anh em nào bắt lẻ 1 2 cặp hay là 3 4 cặp 5 cặp vậy đó, mình đi là 30k một cặp. Còn anh em bắt 10 cặp thì mình thanh lý là 250k đó. Cái bộ này anh em nuôi nó cũng vẫn lên Big E được, nhưng mà mình nuôi khoảng 3 tháng hơn á, nuôi hơn 3 tháng nó mới lên Big E. Còn cái này là mình mới có 2 tháng mấy anh em, nói chung là cá nó cũng còn tơ rồi, nó chưa có bung lụa được hết á. Rồi tiếp tục nó là Dumbo Koi nha anh em. Cái này là Dumbo Koi Platinum ha. Ở đây sẽ có chống máy cho anh em xem luôn, tại vì nó quan trọng là cả chống và cả máy luôn, cho anh em xem được là cái đầu koi nó sẽ lên như thế nào á. Cái đầu koi là cái đầu màu đỏ trên đỉnh đầu á anh em, đó anh em thấy không, cả chống và cả máy luôn đều lên đầu koi hết. Và khẩm mình đi là 5 cặp 300 hay là 350 gì đó anh em, nhưng mà đợt này mình đi 5 cặp là 250 nha. Cũng như là mình có nhiều rồi, mình có nhiều thì mình bán cái giá mềm cho anh em mình dễ tiếp cận á. Đó, anh em nào bắt 1 cặp á, thì 60k một cặp. Còn anh em nào bắt combo 5 cặp á, thì mình đi là 250k nha. Đó, combo 5 cặp 250k nha anh em. Đầy đủ chống máy về cho anh em mà làm giống luôn nha. Cá bên chạy của mình làm ra anh em là không có nuôi oxy, nên là anh em mua về cái việc mà thuần cá thì nó rất là đơn giản luôn. Tại vì chạy mình nuôi từ nhỏ tới lớn là không có oxy rồi, nên là anh em mua về nuôi tự nhiên nên là nó rất là đơn giản nha. Rồi, tiếp tục là full gon gibbon tai bê bớm. Hàng này là hàng lên tai nha anh em. Đâu đó nó lên khoảng từ 50-70% tai nha anh em ơi. Nhưng mà nó chưa có full nắp sành. Nếu mà nó full nắp sành thì mình đi cái giá nó sẽ cao hơn. Còn đây là hàng này nó đang lên tai nha anh em ơi. Đang lên được hơn nửa tai rồi. Thì hàng mà lên tai như thế này á, mình đi là 50k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, thì mình đi là 200. Đó. Anh em có thể so sánh cái xây con cá với lại ngón tay của mình ha. Cá này nó còn rất là tơ nha anh em. Anh em mua về á, là có thể nó sẽ lên full nắp sành luôn nha. Nếu mà full nắp sành luôn thì cái giá trị nó sẽ cao hơn hiện tại nha anh em ơi. Đó. Rồi, tiếp tục là màu đỏ nha anh em. Thì đây là Albino Red Gold nha anh em. Xây cá được 3 tháng rồi. Cái bộ này lên cái bộ màu rất là tươi, anh em nhìn thấy là rất là tươi luôn đúng không? Đó, cả vây, cả đuôi, body đều nhìn rất là ok luôn. Thì AB Red Gold này á, mình đi là 80k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, thì mình đi là 350k. Đó. Thì hồi nãy tới giờ là mình chỉ show lên cá bé màu cho anh em xem thôi đúng không? Tí xíu nữa mình sẽ lên cái hàng Molly cho anh em xem. Ở cuối clip đó anh em, thì mình lên đâu đó có Molly mắt đỏ nữa. Molly mắt đỏ với mắt xanh và mắt đen. Đó. Molly đợt này mình đi cái giá nó cũng mềm lắm anh em ơi. Nên là anh em nào mà có cần Molly thì anh em có thể kéo ra phía sau để mà xem ha. Rồi còn đây là cái dòng cá thủy sinh nha anh em ơi. Đây là Will Coysort thủy sinh. Thủy sinh có nghĩa là nó không có sinh sản tốt như là cái hàng tiễn giống làm giống nha anh em. Chỉ là thả thủy sinh thôi. Nó cũng vẫn sinh sản nhưng mà cái tỷ lệ nó sẽ thấp hơn. Đó. Ở đây thì mình nói rõ ràng ở trước trên đây luôn cho anh em mình dễ hiểu ha. Thì Will Coysort thủy sinh này á, mình sẽ đi là con máy là con máy gen, còn con trống là con trống ghi bông. Mình đi combo 50 con á nè, là 250k á. Thì tính ra nó có 5k một con à. Thì sau này là xây tơ nha anh em. Anh tại vì anh em biết rồi, anh em nào mà làm cá thì sẽ biết là cái dòng cá nào mà nó sọt body á là con cá nuôi lâu lớn lắm. Mặc dù là nó bằng xây bằng tủ với những cái dòng cá khác luôn, nhưng mà nó vẫn nhỏ xây hơn nó vậy đó anh em. Rồi chuyển sang Molly nha anh em ơi. Đó, đây là Molly Short Platinum đô án mắt đỏ nha anh em. Ở trong đây nó có một số con lên mắt ruby nữa. Mắt ruby là mắt kim cương á anh em ơi. Anh em có thấy không? Nhìn nó lông lên lấp lánh lắm. Nó có một số mắt đỏ và có một số con lên mắt ruby luôn. Nhưng mà đợt này mình không có lựa ra, mình bán đồng giá cho anh em luôn. Là một chio là 250k. Chio là một cái trống và hai cái máy nha anh em. Anh em lưu ý cho mình ha. Chio ở đây là một cái trống và hai cái máy. Đó. Nếu mà anh em nào mà yêu cầu mình lựa mắt ruby á, thì mình sẽ lựa cho anh em. Còn anh em nào mà không yêu cầu á, thì mình quất đại nha anh em. Trúng con nào thì mình đưa con đó cho anh em ha. Và tất cả cá thì sẽ như trong clip cho anh em mình đang xem luôn. Thì hiện tại mình lên khoảng đâu đó 20 chio á anh em. Mình lựa được 20 chio á. Rồi tiếp tục là cũng là Molly Short Platinum đó nha anh em. Nó cũng là đuôi én luôn. Nhưng mà nó là mắt đen. Đó, mắt đen thì cái giá trị nó sẽ thấp hơn. Thì cái hàng mắt đen này mình đi cho anh em là 40k một con. Còn anh em bắt được 10 con thì mình sẽ xả là 300. Đó, xây cá nó cũng nói chung là xây cá nó tròn hết rồi anh em ơi. Bụng nó tròn hết rồi. Là nó có đang âm bầu lứa một hết rồi đó. Anh em mua về thì cũng chỉ cần để có con để mà nuôi thôi. Để mà chơi có con để mà có để trải nghiệm đó anh em.
mình đi một lần 10 con mà 300k, mà mình kèm theo đó là mình miễn phí ship cho anh em nữa. Thì đợt này quá mềm cho anh em nào mà theo dõi kênh của mình để mà biết được cái khuyến mãi như thế này á, thì quá ok rồi anh em ơi. Đó, 10 con 300k mà mình miễn phí ship cho anh em luôn, là tính ra đâu đó nó còn khoảng 260 anh em ơi, trừ tiền thùng shop ra nữa thì còn đâu 240 hả. Rồi, đây là Molly Sword Platinum đồ án mắt xanh nha anh em. Cái bộ này là bộ mắt full xanh luôn, và nó có những con lên kim cương nữa, nhưng mà mình cũng bán đồng giá cho anh em luôn là 100k một con. Đó, anh em nào bắt được 10 con thì mình đi thêm là anh em nào bắt được 10 con thì mình sẽ bớt 100 ha, hoặc là mình sẽ tặng thêm cho anh em là một con. Đó. Sai cá này nó cũng đang ôm bầu lứa một rồi nha anh em mua về là cũng chỉ để các con nếu mà trải nghiệm thôi nha. Mắt này thì mắt full xanh anh em ơi, nó sẽ long lanh lấp lánh hơn là cái bộ mắt màu đen, nên là cái giá tiền nó sẽ cao hơn. Tại vì đợt đầu mình nhập về mà để làm giống thì nó đã cao hơn cái mắt đen rất là nhiều rồi anh em. Đó. Anh em mua cái giá cao thì anh em mua chơi cái giá trị nó sẽ càng lâu nha. Đó. Rồi, còn đây là Hắc Molly Sword đuôi án. Hắc Molly nha anh em, Hắc Molly là nó đen đen luôn á anh em ơi, nó full đen luôn á. Cái này thì đợt này mình cũng xả một lần là 10 con cho 300k cho anh em nào bắt luôn, và kèm theo đó là mình sẽ miễn phí ship cho anh em nữa. Đợt này nói chung là 300 mà miễn phí ship, mà so với cái chất lượng cá thì rất là mềm nha anh em. Còn anh em nào bắt lẻ 5-6 con nữa thì mình đi là 40k nha, anh em thông cảm giúp mình đi. Còn anh em nào bắt được 10 con á thì mình đi là 300k. Đó, 300k mà 10 con thì mình kèm theo đó là mình miễn phí ship nữa, thì cũng quá mềm anh em ơi. Anh em mà muốn mua những cái dòng cá nào ở bên mình á thì anh em chụp màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình ha, hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình đi để chốt đơn cũng được nữa. Rồi anh em nhắn địa chỉ ha, đọc địa chỉ gì hết. Rồi anh em mình hỗ trợ từ A tới Á cho anh em hết luôn. Rồi đợt này cũng là mềm anh em ơi. Cái này cũng là Molly nữa anh em, nhưng mà đây là sọt đuôi hén màu vàng cam, nó không được cái vẫy nổi như là cái dòng những cái dòng cá Molly kia, nên là cái giá nó sẽ rất là mềm luôn anh em à. Cái này mình đi lẻ là 15k một con nè, còn anh em bắt được 20 con á mình đi là 200k, còn anh em bắt 30 con á là 300k, là mình miễn phí ship cho anh em nữa. Quá mềm nha anh em. Thì đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng trong một cái clip mà ngày hôm nay mình cập nhật rồi anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình nha. Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công.